Shop Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em. Hôm nay thì Đạt lên cho anh em bộ cam Dream Thái nha, cam Dream Thái chân vàng. Đây, một bộ nó thì gồm hai bán trước và bán sau luôn nha anh em nha. Nói chung là chất lượng thì không có gì phải bàn cãi hết. Đấy, chất lượng từ cam cho tới phần chân thì đều rất là ok. Đấy, thì tình trạng hình thức nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ tiến hành giới thiệu chi tiết cho anh em. Thì đây là phần cam. Cam thì bắn sau thì nó cũng không có gì đặc biệt nhiều anh em, cam thì nó cũng hơi có màu mỡ gà nhé. Chủ yếu là phần chân thì rất là vàng, rất là đẹp. Đấy, gọi là cam chân vàng mà anh em. Đấy, thì khi với bộ cam này anh em sử dụng một thời gian á, khi mà anh em chúng ta lên xe một thời gian thì nó xuống màu. À, xuống màu thì nó rất là đẹp. Xuống màu thì thế nào? Là nó sẽ bị bạc màu, bị phai màu theo thời gian anh em. Đó, nó bị nước vào rồi nó bị nắng chiếu vô, cát đất bắn lên thì nó sẽ cũ xuống. Đó, thì cái từ cái màu vàng này nó sẽ trở thành cái màu vàng sậm hơn. Đó, và màu sậm hơn thì chuẩn giống y như màu theo xe luôn, rất là đẹp. Thì những cái đồ thái thì nó sẽ như vậy, nó không sét đen đi mà nó sẽ sậm màu xuống, dần dần xuống nha, chứ nó không phải là một phát là nó sét đen, nó không bị sét anh em. Nó lưu ý như mình cam này là không bị sét, nó chỉ bị xuống màu thôi. Đấy, khi anh em sử dụng thời gian nó xuống màu y như chân vàng cam zin luôn, rất là đẹp. Đây là cam sau này. Đấy, màu vàng ươm luôn, cực kỳ đẹp anh em ha. Rồi, đến cam trước thì vấn đề nó nằm ở cam trước anh em. Cam trước của Thái ấy, thì điểm đặc biệt của nó là so với cam sau thì nó sẽ rất là nhỏ. Đây, ví dụ đây là cây cam trước, đây là cây cam sau. Mình sẽ để hai cây cam cam sau ở hai bên và cây cam trước ở giữa này. Anh em sẽ thấy cây cam trước nó nhỏ hơn rất là nhiều nha. Đó, anh em thấy không? Cây cam trước nó nhỏ một khúc luôn, nhỏ xíu à. Thì vậy thì tại sao, lý do tại sao nó lại nhỏ như vậy? Thì đó là do anh em cam trước á thì của Thái là nó sẽ rất là nhỏ. Nhỏ nhưng mà không có nghĩa là nó yếu nha anh em, nó nhỏ nhưng mà nó rất là cứng ha. Đây là đặc điểm của cam trước. Và đây là chân cam trước này. Cam trước của Thái nha, là nó sẽ có chân nó là bé. Chân nó cũng bé y như là cái đầu cam luôn. Đấy, chân nó cũng vàng khè luôn, rất là đẹp nha. Cái này sử dụng một thời gian nó xuống màu là cực kỳ đỉnh nha anh em. Đó, thì một bộ như thế này gồm hai bán trước và bán sau. Đây, tem thì là tem Honda nha anh em, Honda Thái Lan nha. Đấy, tem là tem cam. Thì một bộ như thế này mức giá của nó chỉ có 220.000 một bộ thôi. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình. Mình cam kết cho anh em bộ cam này là anh em sử dụng nó không có bị sét. Nó chỉ bị số màu anh em nha. Rất nhiều anh em hỏi là đà đôi cam này thì nó có bị sét hay không. Thì mình khẳng định với anh em là không có sét và nó chỉ có xuống màu thôi. Sử dụng một thời gian là màu nó sẽ xuống đều, giống như màu theo xe vậy, rất là đẹp. Và cam này thì rất là cứng. Chân cam thì màu vàng cực kỳ đẹp và anh em lên xe thì thôi khỏi phải nói luôn, màu óng ánh long lanh cực kỳ đẹp luôn. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình. Cam là cam mới 100% nha, không phải là cam làm lại hay là cam theo xe nha. Mới 100% Honda Thái Lan. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với shop, số điện thoại 0915 434 973. Và anh em lưu ý 220.000 là gồm hai bán trước và sau luôn. Đấy, rất là rẻ nhưng mà chất lượng thì mình cam kết với anh em, mua về anh em sử dụng bao anh em luôn. Mua một lần chắc chắn sẽ có lần hai bởi vì bộ cam này nó rất là đẹp. Anh em sẽ mua về để dàn hoặc là để tặng thêm cho người thân này kia nha. Rồi, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Anh em lưu ý cam này là cam thắng đồng nha. Anh em có thể gắn cho Dreamway thắng đồng nha anh em.